Chào các bạn nha, em tiếp tục lên sóng con rửa bát TR5 ạ. Con này em để mã số 26. Mặt mũi tất cả mọi thứ nguyên zin hết các bạn nhé. Nơm tôn nguyên zin mọi thứ ok. TR5 đời 2012 ạ. Series 2183. Rửa với nước nóng 80 độ C. Rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ. Nội thất sạch sẽ, nước nóng. Lắp sẽ vào khớp luôn nha. Ở chiều ngang cái dòng này là 55 phân các bác nhé. Chiều cao nó là 65 cả mở cánh. Chiếc này em bán 3,2 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa Việt Nam, chưa hàng Trung Quốc. Chào các bác.